cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Theo đoạn video được công bố trên mạng xã hội Nga, hai máy bay không người lái UAV Lancet đã đâm vào hai con tàu của Ukraine. Một trong số đó là tàu tuần tra 40PB, 40 feet Defiant, do Mỹ cung cấp cho Ukraine và chiếc còn lại là tàu đổ bộ Svatovo L-434 thuộc dự án 1176 Akula. Theo các nhà phân tích quân sự, một chiếc thuyền như vậy không thể bị đánh chìm chỉ bằng một đòn tấn công của UAV Lancet. Tuy nhiên, quan sát từ đoạn video có thể thấy khu vực điều khiển của con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và rất khó để khôi phục. Được biết đây không phải là lần đầu tiên UAV Lancet tấn công tàu Ukraine ở cửa sông Berezansky vào tháng 12 năm ngoái, tại khu vực Chernomorsky, máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng tàu bọc thép Gilja-M thuộc dự án 58155 của Hải quân Ukraine. Ngoài ra, Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như xe tăng Leopard 2A6, pháo tự hành KSA, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM. Máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga do Jala Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk Nga phát triển. UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách vài chục km. UAV có hai biến thể: Lancet-3 và Lancet-1. Lancet-3 nặng 12 kg, tầm bay tối đa 40 đến 70 km. Thời gian bay liên tục 60 phút, tốc độ hành trình 80 đến 110 km/h, tải trọng từ 3 đến 5 kg. Còn Lancet 1 là phiên bản thu nhỏ với trọng lượng cất cánh chỉ 5 kg, tải trọng 1 kg, tầm bay 4 km. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, UAV này sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h. Điều này đồng nghĩa với việc Lancet có thể dễ dàng tiêu diệt hỏa lực đối phương bao gồm các phương tiện bọc thép trận địa pháo và súng cối. Năm 2023, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet, có thể né tránh hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Ở chiều đối diện, Ukraine chuẩn bị nhận 6 máy bay chiến đấu F-16 trong số 45 chiếc được các đồng minh phương Tây cam kết viện trợ vào mùa hè này. Tờ The New York Times hôm 11 tháng 3 đưa tin, cho đến nay, 12 phi công được cho là sẵn sàng điều khiển F-16 sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Vương quốc Anh và Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm các phi công quay trở về, có 6 chiếc F-16 sẽ được giao trong số khoảng 45 máy bay chiến đấu mà các đồng minh phương Tây đã hứa. Theo ấn phẩm này, thời điểm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine tại căn cứ không quân Fetetti của Romani vẫn chưa được xác định. Và sự chậm chế này có thể sẽ ảnh hưởng quá trình ban giao máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, tờ báo cũng lưu ý rằng thời điểm các quốc gia gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Theo tờ The New York Times, các căn cứ không quân Ukraine dự định tiếp nhận F-16 có thể sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của lực lượng hàng không vũ trụ và phòng không Nga. Đồng thời, việc chiến đấu cơ F-16 hoạt động ở Ukraine sẽ khó có thể mang đến sự thay đổi trên chiến trường trong thời ngắn. Nga đã tăng cường triển khai sự hỗ trợ trên không để kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông trong những tuần gần đây bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom lượn từ xa. Ukraine cũng đang rất cần thêm vũ khí, dù là bất kỳ loại nào giữa bối cảnh nước này cạn kiệt đạn pháo, trong khi gói hỗ trợ mới của Mỹ vẫn bế tắc tại Quốc hội. Còn nhớ vào giữa tháng 3 năm 2023, EU đã soạn thảo và chấp nhận thực hiện chương trình hỗ trợ đạn pháo cho lực lượng pháo binh Ukraine, với kế hoạch gửi 1 triệu viên đạn pháo 155mm, tuy nhiên, thời hạn đã nêu sắp kết thúc nhưng họ vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa và pháo binh Ukraine vẫn chưa nhận được số lượng đạn như mong muốn. Dựa trên dữ liệu về khối lượng sản xuất và cung ứng, tuyên bố của ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton có vẻ không mấy khả thi. Việc sản xuất 500 đến 600.000 viên đạn trong vài tháng tới đơn giản là không thể với các cơ sở sản xuất hiện có. Tuy nhiên, giới lãnh đạo EU vẫn đang cố gắng giữ thể diện. Rõ ràng là một năm trước, EU đã đánh giá quá cao khả năng của ngành công nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, ngành công nghiệp châu Âu đơn giản là không thể cung cấp tỷ lệ sản xuất và cung ứng theo kế hoạch. Và một trong những vấn đề khó khăn nhất là phạm vi đạn pháo. Nó đã liên tiếp phát sinh một số vấn đề và tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Trong hai năm qua, các nước EU đã vận chuyển một lượng đáng kể đạn dược tới Ukraine từ kho của chính họ. Tuy nhiên, hiện không thể cung cấp thêm đạn dược từ kho, hiện có do có những mối đe dọa rõ ràng đối với sự an toàn của chính quốc gia của họ. Giờ đây, ngay cả trong tình huống khó khăn này, EU vẫn có kế hoạch và mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho chế độ ép. Họ có thể lên kế hoạch mua đạn dược từ bên ngoài, nhưng người ta cho rằng EU cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả là chế độ ép khó có thể nhận được đủ số lượng đạn pháo như đã hứa từ EU trong thời gian tới. Trước đó, EU hứa sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine, nhưng chưa bao giờ nói toàn bộ số đạn này sẽ được chuyển giao miễn phí. Theo ông Breton, kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine của EU có 3 nguồn chính. Nguồn đầu tiên là viện trợ và EU đã chuyển cho Ukraine 300.000 viên đạn pháo miễn phí. Số đạn pháo này sẽ tăng lên 550.000 viên trong tháng 3. Nguồn thứ hai là chính phủ Ukraine phải mua đạn pháo trực tiếp từ các công ty quốc phòng của EU. Ông Breton cho biết Ukraine đã mua khoảng 350.000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra. Cùng với số đạn pháo EU tặng miễn phí cho Ukraine, khối sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 900.000 viên đạn pháo vào cuối tháng 3. Ông Breton cho hay, nếu vẫn muốn số lượng đạn pháo nhiều hơn, Ukraine có thể tiếp tục mua trực tiếp từ các công ty quốc phòng của chúng tôi. EU đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ tài chính 1,63 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng nghĩa là Kiev có khả năng tự mua đạn pháo. Nguồn thứ ba của kế hoạch bao gồm các khoản viện trợ song phương của từng quốc gia thành viên EU. Ông Breton nói rằng, từ ba nguồn trên, EU đã đi đúng theo kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, bình luận của ông Breton dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Joseph Borrell. Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho nước này. Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết một nửa số vũ khí và đạn dược mà phương Tây hứa hẹn đã chuyển giao muộn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đưa ra phát ngôn mang nội dung công kích nhằm vào lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc xung đột Gaza. Theo truyền thông Israel, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News của Mỹ, Ông Netanyahu cảnh báo những bình luận của lãnh đạo Mỹ khiến cho hoạt động tấn công loại bỏ lực lượng Hamas của quân đội Israel tại giải Gaza trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, người đứng đầu chính phủ Israel cho rằng bất đồng về nhận thức giữa lãnh đạo hai nước liên quan đến cuộc xung đột Gaza đang cổ suý lực lượng Hamas. Trong đó, trong cuộc phỏng vấn kênh Politico của Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc xung đột Gaza, khiến nhiều thường dân Palestine thiệt mạng. Ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Mỹ là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất hoạt động tấn công quân sự của quân đội Israel vào giải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày, khiến 1.200 người chết. Washington khẳng định tấn công Gaza là hành động tự vệ chính đáng của Tel Aviv, đồng thời ra sức cung cấp vũ khí, đạn dược và hậu cần cho đồng minh. Cường quốc số 1 thế giới cũng đã ba lần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết do các nước trình lên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nội dung kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thức điều hành cuộc xung đột của Israel tại Gaza, khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, suốt giai đoạn này, Israel vẫn cần phải duy trì sự hiện diện quân sự liên tục tại Gaza người israel tin tưởng hamas sẽ không còn bất kỳ vai trò gì tại hamas trong giai đoạn này nhưng thừa nhận cuộc chiến chống khủng bố tại đây chưa thể kết thúc và vẫn cần được duy trì về cơ chế quản lý và hiện trạng tại gaza trong giai đoạn này nhà phân tích salom jerusalem nhận định nó sẽ tương tự như khu bờ tây hiện nay nơi chính quyền palestine đang kiểm soát theo đó chính quyền người palestine tại giải gaza cũng sẽ không được trang bị vũ khí hạng nặng đồng thời không có sự tham gia của lực lượng thù địch với Israel. Nhà phân tích Salom Jerusalem tin rằng ông Benjamin Netanyahu cùng các cộng sự không có ý định chiếm đóng quân sự lâu dài hay thiết lập các khu định cư của người Israel tại Gaza. Thay vào đó, Israel sẽ kiểm soát vùng đất này từ xa. Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết nếu ý của tổng thống Biden là tôi đang theo đuổi các chính sách cá nhân chống lại đa số, trái với mong muốn của đa số người Israel và điều này đang làm tổn hại lợi ích của Israel thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh. Chính quyền tổng thống Biden ngày càng cho thấy họ đang mất dần kiên nhẫn với thủ tướng Netanyahu vì bất đồng trong nhiều vấn đề, bao gồm tương lai Gaza hậu chiến sự. Những lời lẽ nói trên xuất hiện trong bối cảnh ông Netanyahu đang đối mặt với sức ép lớn trong nước khi vẫn chưa đưa được các con tin còn bị lực lượng Hamas giam giữ về nước. Việc này đã dẫn đến cuộc biểu tình thường xuyên ở Israel cũng như những lời kêu gọi bầu cử sớm. Ông Netanyahu nói với Politico rằng đại đa số người dân Israel đang đoàn kết hơn bao giờ hết và họ hiểu điều gì tốt cho Israel. Ông cũng khẳng định các chính sách của ông được đại đa số người dân Israel ủng hộ, và họ ủng hộ hành động mà chúng tôi đang thực hiện để loại bỏ các tiểu đoàn khủng bố còn lại của hamas